Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chữa Lành, và Khải chúc quý vị có được một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui và nhiều năng lượng nha. Trong video ngày hôm nay á thì chúng ta sẽ không phải nói về một cái căn bệnh nào cụ thể, mà Khải sẽ chia sẻ cho quý vị một cái phương pháp chúng ta sẽ áp dụng cái lý thuyết trong diễn giảng. Và cái phương pháp này á sẽ giúp quý vị điều trị được rất là nhiều bệnh khác nhau, mà đặc biệt một chỗ là chúng ta chỉ cần tác động vào một cái bộ phận, đó chính là cái ngón chân cái. Chúng ta chỉ cần tác động vào ngón chân cái cả hai chân để giúp chúng ta hỗ trợ điều trị, phòng tránh cũng như là hỗ trợ điều trị được rất là nhiều bệnh lý khác nhau. Rất là hay, rất là thú vị. Và Khải cũng rất là tâm huyết trong cái video này. Cho nên là Khải mong rằng quý vị hãy dành ra thời gian để xem đến cuối video nha, để trang bị cho mình một cái phương pháp để có thể tự mình phòng bệnh, điều trị bệnh tại nhà hoặc là giúp đỡ cho người thân của mình. Và trước khi đi vào cái phần nội dung chính thì Khải rất mong quý vị hãy dành ra một thời gian để nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ cho Khải nha. Bây giờ sẽ không nói dài dòng, chúng ta sẽ bắt đầu ngay và Khải sẽ hướng dẫn quý vị ngay sau đây nha. Đầu tiên thì Khải xin phép quý vị cho Khải để chân như thế này để Khải tiện hướng dẫn nha. Tại vì cái phương pháp trong video ngày hôm nay á, là chúng ta sẽ tác động vào ngón chân cái. Và trước khi mà Khải hướng dẫn quý vị á, thì Khải sẽ giới thiệu sơ qua về một cái thuyết động ứng trong diễn giảng. Một cái thuyết này á, rất là quan trọng và được áp dụng rất là nhiều, đặc biệt là được thầy Lý Phước Lộc áp dụng rất là hiệu quả để chữa trị được cho rất là nhiều người ở hải ngoại. Thì động ứng á là những gì có hình dáng giống nhau, tương tự nhau, thì nó sẽ có mối liên hệ mật thiết và đáp ứng với nhau. Và dựa trên cơ sở này, chúng ta có thể chữa bệnh bằng cách là tác động vào những cái bộ phận có hình dáng giống với bộ phận đang có bệnh. Thì cái ngón chân cái này á, theo diện chẳng á, thì nó sẽ đồng ứng với lại cái khớp gối của chúng ta. Đây quý vị này, khi mà chúng ta co cái ngón chân cái lại như vậy á, co lại như vậy này, thì cái khu vực chỗ này này nó sẽ đồng ứng với lại cái bắp đùi, và dưới này ấy, là cái bắp chân, thì cái khớp của ngón chân cái này này nó sẽ đồng ứng với lại cái khớp gối. Khớp ngón chân cái đồng ứng với lại khớp gối. Vì vậy nếu như mà quý vị đang gặp phải những tình trạng bị đau khớp gối, khô dịch khớp gối, tràn dịch khớp gối, hoặc là viêm đa khớp, viêm thấp khớp, nói chung là quý vị đang gặp phải những cơn đau ở vùng đầu gối, thì quý vị có thể tác động vào cái khu vực khớp ngón chân cái này để cải thiện được những cái tình trạng đau đó. Rất là hiệu quả. Cái lý thuyết này không chỉ có trong diện chẩn mà cả đông y cũng đều công nhận là như vậy. Cả đông y cũng đều công nhận là việc tác động vào khớp ngón chân cái sẽ chữa trị được các bạn đau khớp gối nha quý vị. Đặc biệt là những quý vị mà trong độ tuổi tiền mãn kinh nè, trung niên và cao tuổi, thì cái khớp gối cũng như những cái khớp khác như là khớp kháng sẽ bị lão hóa và nó sẽ viêm, sưng đau, thì quý vị có thể tác động vào cái khớp ngón chân cái này mỗi ngày để cải thiện. Nếu như mà quý vị chưa bị đau khớp gối thì chúng ta tác động vào nó sẽ phòng ngừa được bệnh đau khớp gối. Còn nếu như mà quý vị đang bị đau khớp gối thì chúng ta tác động vào nó sẽ giúp chúng ta chữa trị được bệnh đau khớp gối rất là hiệu quả. Bằng cách á, bây giờ Khải sẽ hướng dẫn quý vị nè, bằng cách là chúng ta chỉ cần miết vào đây. Đó, chúng ta chỉ cần miết vào cái khớp ngón chân cái này. Nó miết vào như vậy. Quý vị khi mà chúng ta miết vào ngón chân cái á, thì quý vị cũng để ý nha. Có thể là cái chúng ta miết vào, chúng ta sẽ cảm nhận được có một cái điểm đau, cái điểm đau bất thường. Cái điểm đó trong diện chẩn á, gọi là điểm sinh huyệt, tức là cái điểm báo bệnh. Cái đầu gối nó đau á, nó sẽ báo xuống cái khớp ngón chân cái này. Có thể nó báo ở trên cái đỉnh khớp này, có thể là nó báo ở bề ngang. Có thể là nó báo ở cái bề ngang khớp này. Cho nên quý vị có thể khám, chúng ta có thể bóp nè, bóp vào cái đỉnh này, hoặc là chúng ta bóp vào cái bề ngang này, để chúng ta khám xem là có cái điểm nào nó đau bất thường hay không. Và nếu có thì quý vị hãy tập trung để đã thông được cái điểm đau đó. Khi mà cái điểm đau nó mất đi thì cái tình trạng đau khớp gối nó cũng sẽ được cải thiện. Đó, quý vị tác động giống như Khải đó, chúng ta miết vào cái đỉnh này. Đó, hoặc là chúng ta miết vào cái bề ngang. Miết vào bề ngang, quý vị có thể bôi thêm một ít dầu cao vào đây để tăng thêm cái hiệu quả.
bổ thêm chiều cao vào đây này. Và nếu như mà quý vị có cây dây huyệt này, cây lăn cầu gai này của diện chẳng thì quý vị cũng có thể dùng cái đầu lăn gai này để chúng ta lăn vào đây, lăn vào, lăn trên đỉnh này hoặc là lăn ở cái mặt ngang này. Đó, quý vị cứ làm giống như Khải vậy, bằng tay hoặc là bằng cái cây dây huyệt này. À, mỗi lần tác động thì chúng ta tác động khoảng là 2 đến 3 phút. Nếu như mà có cái điểm đau bất thường ấy, thì quý vị hãy đả thông, hãy dây ấn vào cái điểm đau đó khoảng 7 lần. Thì chúng ta chuyển sang tác động trên cái ngón chân cái của bàn chân, chân trái. À, chúng ta cần tác động trên cả hai cái ngón chân thì mới mang lại cái hiệu quả cao. À, và như vậy thì vừa qua Khải đã vừa hướng dẫn xong cho quý vị cách tác động vào ngón chân cái để điều trị được bệnh đau khớp gối. Đây là cái công dụng đầu tiên của cái việc tác động vào ngón chân cái. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn quý vị cái công dụng thứ hai. Công dụng thứ hai thì chúng ta sẽ tác động vào ngón chân cái để chữa trị được bệnh đau cứng cổ vai gáy. Đau cứng cổ vai gáy nha quý vị. Tại vì sao? Tại vì trong diện chẳng thì cái ngón chân cái này nó cũng sẽ đồng ứng với lại cái đầu của chúng ta. Cái đầu ngón chân cái sẽ đồng ứng với lại cái đầu. Thế thì cái khu vực này này, cái khu vực này, cái cổ của ngón chân cái nó sẽ đồng ứng với lại cái cổ của chúng ta. Và cái khu vực này chính là cái cổ gái. Còn ở phía phía cái khu vực cổ mà nó nằm phía dưới này là nó sẽ đồng ứng với lại cái cổ họng của chúng ta. Cổ họng đối diện với cổ họng là cổ gái. Thế thì nếu như mà đây cổ gái thì khu vực dưới này là cái vai. Vì vậy khi mà quý vị bị đau, đau cổ này, thoái hóa đốt sống cổ này, rồi thoát vị đĩa đệm ở cổ này, rồi bị đau vai này, thì quý vị hãy tác động vào cái khu vực này. Đây chính là cái cổ gái của chúng ta. Tác động vào đây chính là tác động vào cổ gái. À, rất là hay cho quý vị. Thế thì bây giờ chúng ta cũng sẽ dùng một dầu cao này bôi vào cái khu vực cổ gái này. Cổ chân là chính là cổ gái đó. Theo thuyết đồng ứng thì cái cổ chân này chính là cổ gái. Thì chúng ta bôi dầu cao vào và chúng ta sẽ massage vào cái khu vực này. Đó, massage vào khu vực này. Có những quý vị á, có những quý vị đã từng áp dụng và có phản hồi lại cái thông tin á, là sau khi mà quý vị tác động vào khu vực cái cổ chân này á, thì quý vị phát hiện được một cái điểm đau. Và khi mà ấn vào cái điểm đó thì giống như là có một cái dòng điện á, nó chạy từ cái khu vực này này, nó chạy lên đến cái cổ gái của chúng ta. Và nó giải quyết được cái tình trạng đau cổ gái. Tức là sau khi mà ấn vào cái vị trí này thì cái cổ gái cảm thấy rất là thoải mái. Và những cơn đau ở vùng cổ gái nó được cải thiện ngay lập tức. Ngay lập tức nha quý vị. Cho nên cái phương pháp diện chẩn này nó rất là hay là như vậy. Thì quý vị hãy massage vào đây và dò tìm xem thử là có cái điểm nào nó đau bất thường hay không. Nếu có thì rất có khả năng cái điểm đó chính là cái điểm báo bệnh, thì chúng ta cần đả thông được cái điểm đó. Thứ hai nữa là quý vị sẽ tác động rộng xuống khu vực này, rộng khu vực này, tại vì khu vực này chính là cái vai của chúng ta. Vì vậy khi mà quý vị bị đau khớp vai này, bị sưng viêm đau khớp vai này, bị sưng bị mỏi khớp vai thì quý vị hãy dây ấn vào khu vực này, đó, cái khu vực này này. Đó, chúng ta dây ấn theo cái đường cung này, bằng tay hoặc là bằng cây dây huyệt, cách nào cũng được cả. Đó, miết vào cái đường cung này thì cái tình trạng đau khớp vai sẽ được cải thiện. Tiếp theo á, là chúng ta sẽ dựa vào việc tác động vào ngón chân cái để chữa trị được cái bệnh là viêm họng, viêm họng hoặc là khàn tiếng hoặc là cổ có đờm. Nói chung là tất cả những vấn đề mà liên quan đến cái cổ họng của chúng ta, những cái bệnh mà quý vị có thể gặp ở cái vùng cổ họng, tức là bệnh khàn tiếng, bệnh cổ có đờm, rồi bệnh viêm họng, thì quý vị hãy tác động vào khu vực này. Đó, giống như Khải lúc nãy Khải đã nói ấy, thì cái khu vực này chính là cái cổ họng, đồng ứng với lại cổ họng. Vì vậy mỗi khi mà quý vị gặp phải những cái tình trạng, những cái bệnh lý ở cổ họng thì chúng ta có thể dựa vào cái việc là tác động vào khu vực này. Đó, cái cách tác động thì chúng ta cũng sẽ tác động tương tự, chúng ta miết vào, miết vào, hoặc là chúng ta ấn mạnh vào. Đó, ấn mạnh vào này, ấn vào, hoặc là chúng ta ấn, vừa ấn và vừa xoay cái ngón chân cái. Hoặc là đơn giản nhất thì quý vị sẽ dùng cây lăn cầu gai này. Chúng ta lăn vào cái cổ ngón chân cái mà nó nằm phía dưới,
Cái cách này á, có rất là nhiều quý vị đã áp dụng và đã chữa trị được cái tình trạng là bị khàn tiếng và cổ có đờm. Quý vị có nhiều quý vị là cái tình trạng cổ có đờm nó lâu ngày, nó không có tiêu được, không có tiêu đờm được, thì đây là cái khu vực để giúp quý vị có thể tiêu đờm, cải thiện được tình trạng ho, tiêu đờm, viêm họng, khàn tiếng. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị tác động vào cái khu vực cũng gần nằm gần ngón chân cái. Cụ thể là cái khu vực nằm ở chỗ này quý vị nè. Đây. Khi mà chúng ta kiên trì tác động vào khu vực này mỗi ngày ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta điều hòa được cái huyết áp cũng như là khôi phục được chức năng của gan. Tại vì sao? Tại vì cái khu vực này ấy, là có cái đường can kinh nó đi ngang qua đây. Can kinh tức là cái đường kinh mạch nó liên quan và chủ trì trực tiếp ở cái lá gan của chúng ta. Và cụ thể khu vực này có hai cái huyệt vị quan trọng của can kinh, đó chính là huyệt hành giang này nằm ngay chỗ này và huyệt thái sung nằm ở chỗ này. Huyệt thái sung á, nó nằm cách cái chân của ngón chân cái khoảng là hai ngón tay. Đây, huyệt thái sung này, huyệt hành giang này, đây là hai huyệt vị rất là quan trọng của can kinh. Tức là chúng ta sẽ tác động vào đây bằng cách là chúng ta miết vào cái khu vực này. Đây, quý vị dùng cái ngón tay cái đó, chúng ta miết vào, chúng ta chà lên chà xuống. Trong quá trình chà thì chúng ta sẽ dùng một cái lực vừa phải giúp ta ấn vào. Hoặc là quý vị dùng cái lăn cầu gai này, chúng ta lăn. Như Khải đã nói á, cái việc tác động vào khu vực này mỗi ngày á sẽ giúp điều hòa được huyết áp cũng như là khôi phục được chức năng của gan. Tại vì cái huyệt thái sung này là huyệt vị của can kinh và công dụng chủ yếu là giúp điều hòa huyết áp. Cho nên nếu nếu như mà quý vị tác động vào khu vực này này mà quý vị thấy nó đau bất thường, nó đau bất thường thì rất có khả năng là quý vị đã bị cao huyết áp mà quý vị không biết. Trên thực tế thì có rất là nhiều quý vị bị cao huyết áp mà không biết mình bị cao nha. Cho nên quý vị thử tác động vào khu vực này. Nếu mà nó đau bất thường thì rất có khả năng là quý vị đã bị cao huyết áp mà quý vị cần phải đến trung tâm y tế để kiểm tra ngay nha. Và đồng thời quý vị có thể thông qua cái khu vực này để chúng ta tác động mỗi ngày. Những quý vị nào mà chưa bị cao huyết áp thì tác động vào sẽ không bị cao. Những quý vị nào mà bị cao huyết áp rồi thì chúng ta tác động vào khu vực này sẽ giúp điều hòa và dần 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 cái tình trạng cao huyết áp nó sẽ không còn nữa nha. Và như vậy thì vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị một cái phương pháp chúng ta đã áp dụng cái lý thuyết trong chuyện chẳng để giúp quý vị có thể điều trị được những cái bệnh lý như là đau khớp gối, khô dịch khớp gối, tràn dịch khớp gối, rồi tình trạng đau cổ vai gáy, cao huyết áp, viêm họng, vân vân. Chỉ cần tác động vào ngón chân cái. Và Khải cũng hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ sẽ cung cấp cho quý vị những giá trị thực sự là hữu ích nha. Và nếu như mà quý vị xem thứ hai á, thì quý vị hãy nhấn like, chia sẻ cho những người khác cùng xem và có những thắc mắc gì hoặc là muốn Khải làm về bệnh gì thì quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video. Và quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để khi nào mà Khải ra video mới thì nó sẽ thông báo đến quý vị hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị trong những video tiếp theo.